Đây em có cái con máy của cái anh bạn anh khách anh đến đây anh nhờ test hộ nhé. Đây con máy của anh khách anh nhờ test hộ. Đây. Đây, đây là con máy của người ta. Đây là con máy của em. Đây nhá, thì máy con này thì nó không không zin. Đây con này nó không zin. Thế nó chỉ cho mọi người cái điểm nó không zin nhá. Để ý kỹ nhá. Đây này. Nhìn nhá. Ở tất cả những cái chỗ chân mà kiểu như tai nghe này. Hay cái kim loại dưới chân tai nghe này nó sẽ bo múp đấy, bo múp vào đây đây nhìn rõ chưa, đây nó bo múp này, còn đây nó cắt thẳng này đấy, đây nó bo múp này. Và cái thứ hai nữa là ở ngoài nhìn nó sẽ rõ hơn, là các bạn nhìn là ở trên cái lớp mạ này này nó như là phủ một lớp xương, như phủ một lớp xương nhá. Còn cái này nó sẽ mịn, con zin thì nó sẽ mịn, đây nó sẽ rất là mịn, còn đây nó sẽ hơi ráp tại nó phủ như phủ lớp xương ấy. Còn nếu mà đã nhìn thấy một cái hiện tượng ví dụ như là các cái chỗ cắt này mà nó kiểu bo múp kiểu này, đấy là nó do nó mạ múp này, thì chắc chắn là con đấy không không được lấy. Và cái thứ hai là màn ép, màn ép thì nhìn kỹ đi, cái bài test ngày xưa mình đã chỉ đấy, phải cần lấy tay vuốt này, vuốt gờ này, vuốt gờ này thì sẽ thấy được là cái màn zin thì nó sẽ mịn, còn cái màn ép thì nó sẽ gờ cao, để nó gờ cao hơn hẳn. Nhìn người nhìn thấy chưa? Đây, đây là nó sẽ mịn như này. Đây nó sẽ gờ cao này. Nó sẽ bóc hai con. Anh hỏi gì? Nãy em có mua máy thì cắm cái tai nghe là nó không nghe. Không nghe được, anh đợi em chút. Ngồi ghế đợi em xíu. Em không biết là cái răng này hỏng cái tai nghe. Đợi em tí. Đây là con zin nhá. In luôn cho mình một cái tờ phiếu trả góp nữa nhé. Đây. Được, đọc được quá. Đây là con không, đây màn ép thì nó không có cái miếng ở đây, và đây nhìn thấy nó keo này, vết keo này. Đây là vết keo nhé. Nó không có cái miếng tem ở trên này thì chống nhiễu con cam, và con bên này nó bị sửa này. Đây nó có cái điểm sửa này. Đây là máy này là vỏ thay nhưng có dán dán siêu pin này, này. Đây nó dán siêu pin này, đó dán siêu pin. Còn đây em cho xem con máy gì. Đây con máy zin, đây nó có cái miếng này, cái lồng của nó này không có tì vết gì cả, đó không có tì vết gì cả. Và cái thứ hai, cái màn của nó không có một hiện tượng gì nào gọi bị bong keo hay là bị ấy cả. Mà nói luôn đấy là ví dụ như đi mua, riêng đi mua dòng 6 plus ấy, cứ để ý cho mình một cái điểm này là dễ nhận thấy hết nhất này. Đây trên này nó có một cái đường chỉ rất là nhỏ, cái rãnh đây. Nó có một cái rãnh đường chỉ này. Còn đây không có luôn, tại vì cái răng này nó cao, nó đè, nó ra ngoài. Cái này nó làm nhằm mục đích là để khi tháo nắp ấy, là người ta nhấc cái màn lên là nó sẽ có cái điểm ke để nó mở ra được, con này thì không có. Thế thôi. Bên này cái vỏ thay ấy, đây nhìn cho mình nhé. Đây này, cái này nó cứ bo tròn tròn này, cái viền kim loại này luôn bo tròn, kiểu gì kiểu nó cứ luôn bo tròn, còn đây nó cắt thẳng. Đó, hai con, mặc dù chân loa ống như nhau, cũng ống, ống nhạy. Đó.